Vâng, xin chào các bác đến với kênh Trên Xe Đạp. Và hôm nay mình giới thiệu bác một mẫu xe Gian Winmax 2002 phiên bản quốc tế, khác hẳn so với phiên bản thông thường của dòng Gian 2002 như các bác đã biết. Và đây là một mẫu xe quốc tế của 2002, Winmax Model 2002, dòng xe đua mới về bên em. Xe có giá thành rất là tốt các bác nhé. Đây xe có màu ghi nhũ như kiểu màu titanium, titan. Đây là một dòng xe Winmax quốc tế 2002 Model. Và bây giờ em sẽ đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, điều khác biệt giữa dòng Gian Winmax 2002 quốc tế và Winmax 2002 thông thường đó là chính là các bác biết là màu sắc. Điều đầu tiên đó là dòng 2002 này thì có cái mẫu Model màu ghi nhũ, màu titan. Phiên bản thông thường thì không hề có cái màu dòng màu ghi này các bác nhé. Đây là cái màu của dòng Gian 2002 Winmax quốc tế. Đây đó, thấy rõ màu ghi nhũ, làm từ hợp kim nhôm aluminum, vẫn là hộp kim nhôm siêu nhẹ của chính hãng của dòng Gian. Và phiên bản này là phiên bản quốc tế. Bởi vì sao nó quốc tế thì em giới thiệu cho bác biết là cái màu sắc đầu tiên là cái màu Gian ghi nhũ này thì phiên bản thông thường đều không hề có. Và trên phiên bản thông thường thì dòng Winmax là đều có chữ 2002 ở khung giữa xe các bác nhé. Phiên bản này thì nó có chữ aluminum ở giữa khung. Đấy là điều khác biệt giữa dòng Gian 2002 Winmax quốc tế và phiên bản thường. Đây là chính hãng của dòng Gian. Có thể lên website để truy cập vào hãng xe đây. Tổng thể xe em đoán trên 85%. Có một vài vết xước nhỏ nhưng mà không ảnh hưởng đến xe cả, tổng thể xe cả. Xe có size M. Thích hợp cho bác cao từ 1m65 đến 1m75. Như lần trước bác biết thì những dòng Winmax 2002 này được sử dụng với cụm phanh gạt ở trên thân xe. Được sử dụng cũng là của Shimano chính hãng. Đây là lốc các nhé, còn rất là mới. Đây những cái tay gạt gạt đĩa gạt số của nó đây, 7 tốc độ. Đây là bên tầng bíp và còn bên đây là đĩa. Đây là một trong những mẫu dòng Gian khá thịnh hành ở bên thị trường nước ngoài và rất từ lâu rồi. Cổ cốt và ghi lông của chính hãng Gian. Tay cuốn dàn di không màu rất linh hoạt cùng với xe. Vẫn sử dụng tay phanh nhôm. Vâng, đây là biểu chiếc logo lỗi của hãng chính hãng Gian, làm từ hợp kim nhôm. Xe được sử dụng với cấu hình phanh ba mảnh, phanh V. Và những dòng xe Gian 2002 Winmax này thì rất là bền các bác nhé. Tuy lâu đời nhưng mà sử dụng ra rất là bền, dễ sử dụng. Đây là càng xe này, càng nhôm của chính hãng Gian. Và vành may ơ cũng của nguyên một cặp của chính hãng Gian, vành hai lớp, vành nhôm hai lớp. Đấy, lốp 700C. Bảy trăm nhân 25C lốp. Thông thường thì những cái dòng Gian thông thường ở mình thì thường thì là có những cái mã vạch tem. Tem mã vạch là mở bán ở trên càng xe, còn ở bên đây. Đây thì tem logo nằm ở dưới khung xe, bên dưới gầm cái xe này bác thì mới rõ. Đây là tem xe bảo hành chính hãng của xe Gian. Và đây em xin nhắc lại, đây là một phiên bản của quốc tế Gian Winmax 2002.
Và cái mẫu màu gian này thì chỉ có màu quốc tế có, cái màu gian màu hay như nhiều lắm nhé, hoặc là màu ghi nhũ. Còn những cái dòng gian mắc thông thường thì nó có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng mà riêng còn dòng này thì không có, màu này không có. Và bên khung xe này thì dòng thông thường thì nó sẽ là nguyên mắc 2002 nằm ở trên khung xe đây, phía bên em chỉ đây. Và một điều nữa là dòng Winmax 2002 thông thường thì được sử dụng với củ đề Tunei, nhưng mà phiên bản quốc tế thì được sử dụng củ đề Shimano SIF. Bên dưới đây là của Shimano đây. Đùi đĩa của dòng chuyển động đua luôn là đùi đĩa sử dụng 3 2 tầng đĩa 7 tầng lít của Shimano. Bê đan cũng là bê đan Wigo, bê đan thông thường của dòng gian rất khá là phổ biến. Cọc yên cũng chính hãng của gian. Đây, yên của gian chính hãng. Có một vài vết sần nhỏ sau yên xe bác nhé, em vẫn để nguyên theo xe. Đấy. Thông thường thì những cái dòng yên gian thì nó là dòng yên dẹp phẳng như này. Đấy, coi như nó mỏng hơn. Nhưng mà thiết kế của dòng gian 2020 Max này thì nó thiết kế là chỗ đằng sau bắt ngồi, có mông đây. Nó trổi lên rất là cao, ngồi rất là êm, so với phiên bản thông thường của yên xe gian. Nó hơi cụ chích lứt đấy các nhé. Có để nguyên ngồi trải lửa gì cả. Có hình phanh V. Xe được trang bị với 7 tầng lip, 2 tầng đĩa, có một xe tổng của xe mới tốc độ. Và bây giờ mình sẽ đánh giá hoạt động của xe. Rồi, đây là hoạt động của xe đây, lên lip, xuống lip. Xe hoạt động không hề muốn tiếp tục đâu cả. Xe rất là dễ sử dụng các bác nhá. Tất cả đều chỉnh trên khung xe. Lên tầng đĩa đây. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, tất cả hoạt động rất là trơn tru. Đây là một mẫu xe Winmax phiên bản quốc tế 2002. Vâng. Tổng thể xe giá 85%. Và màu xe này là màu ghi nhũ titan. Đấy. Nhìn rất là khỏe xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Winmax phiên bản quốc tế 2002 với màu titan ghi nhũ. Có giá rất tốt bên em là 4.800.000. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm nhấn đăng ký theo các kênh YouTube xe đạp, và hẹn bác vào chuyên ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào chuyên ngày mai.